Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về vị thuốc đầu tiên trong phương thuốc trùng tử đan là Hải Long. Vậy tôi xin giới thiệu vị thuốc này. Hải Long, tiếng Việt là rồng biển hay là cá chìa vôi. Tên tiếng Anh là Common Sea Dragon. Còn tên tiếng Pháp là Sea Dragon Command. Còn tên tiếng Nga là Luchepiorvie Ruby. Còn tên tiếng Trung là Ni Hai Lao. Và tiếng Nhật là Ipantekina Sea Dragon. Đây là con Hải Long. Đó. Nó là một con cá dài như thế này. Đó. Hải Long, cơ thể thuôn dài, hơi bằng phẳng, hơi dày, hơi cong và nhỏ dần xuống phần đuôi. Dài từ 20 đến 40 phân. Đường kính giữa khoảng từ 2 đến 2,5 phân. Đầu con Hải Long có một vòi phun hình ống dài. Mặt dưới của vòi phun có răng cưa, hai mắt sâu, bề mặt có màu trắng vàng hoặc nâu xám, có năm xương sườn dọc ở giữa và xương khá cứng. Loài cá này sống trong môi trường sống của cỏ biển và rong biển và ẩn mình bằng cách định vị theo phương thẳng đứng với đầu cúi xuống giữa những thảm thực vật có màu tương tự. Nó kiếm ăn bằng cách hút con mồi của nó. Cá được phơi khô và sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc được gọi là Hải Long. Nó là một loài sinh vật biển quý hiếm, được liệt kê theo đạo luật bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học năm 1999 của Australia. Loài cá này khác với các loài cá rồng khác ở chỗ không có vây đuôi và đuôi có thể quấn quanh như cá ngựa hải mã đấy. Hải Long được phân bố ở các vùng nước nông nhiệt đới và cận nhiệt đới của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, kéo dài từ Nam Phi, bờ đông châu Phi, qua Biển Đỏ đến Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia, Philippines, New Guinea, Australia và các đảo Thái Bình Dương khác nhau, các khu vực ven biển của Trung Quốc và Việt Nam. Hải Long có thể được tìm thấy ở vùng nước sâu từ 3 đến 50 mét. Nó sử dụng miệng hình ống dài để ăn các loài giáp xác nhỏ và sinh vật phù du
trong các khe nứt của rạn san hô. Hải long có thể cuộn tròn đuôi để neo mình lại. Chúng hoạt động trong các rạn san hô nông và các khu vực thủy sinh và di chuyển trên cát tương tự như sự di chuyển của các loài thực vật thủy sinh. Bộ phận dùng là toàn thân, bỏ ruột, phơi khô. Thành phần hóa học của nó thì cũng có nhiều hoạt chất như protein, cholesterol, palmitic acid, stearic acid, calcium, magnesium, sodium, phosphorus, vân vân. Theo đông y, vị ngọt, hơi mặn, tính ôn, vào kinh thận. Công dụng của nó là bổ thận, tráng dương và giúp phụ nữ dễ sinh nở. Nó được dùng để trị bệnh đau lưng, sinh lý yếu, giúp đàn bà dễ sinh con, suy nhược, thiếu máu, tay chân lạnh, rồi chữa các chứng sưng cổ, biếu đấy, và sưng hạch như tràng nhạc chẳng hạn. Và bài thuốc thì gồm có hải long 14 gram, táo tàu 14 gram, nấm đông cô 20 gram, có thể cho thêm gừng, hành, gia vị vừa đủ, ăn tuần vài lần. Đó là kinh nghiệm của dân gian chúng ta. Còn để chữa bệnh đau lưng, mỏi gối, người nóng, da nhiều mồ hôi do thận âm hư thì hải long là 14 gram, a giao 12 gram, đại táo 12 gram, cam thảo 4 gram, sắc lên uống. Còn để chữa bệnh liệt dương, đau lưng do bổ thận hư thì hải long phơi sấy khô rồi tán thành bột, dùng mỗi một lần từ 6 gram đến 10 gram, hoặc dùng ngâm rượu uống ngày, uống 3 ly nhỏ tương đương 12 gram hải long. Chữa cho người già yếu suy nhược thì người ta dùng hải long tươi làm gỏi với lá đinh lăng, hành tây, rau thơm, gia vị vừa đủ. Hoặc là dùng bài hải long tươi nấu cháo với gạo thơm, cho thêm tiêu, hành, gia vị vừa đủ, ăn một tuần vài lần. Đó là bài thuốc trong dân gian. Và kiêng kỵ là phụ nữ có thai thì không được dùng nó. Còn trong cụ thể bài thuốc trùng tử đan thì vị thuốc hải long được gia giảm tùy theo từng người bệnh, từng cơ địa. Đấy, như tôi đã giới thiệu và đã hướng dẫn chữa cho nhiều bệnh nhân về chữa về sinh lý yếu, tinh trùng loãng hoặc đến mức độ là không có tinh trùng. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt.